Kính thưa tất cả anh em, ở trong này chúng ta có ít người thôi, nhưng mà chúng ta giống như một kiền ba chân vậy. Anh Tám cùng mấy anh em bên phía chính quyền thì theo bác Hồ Chí Minh đó nè, còn cha cùng mấy anh em bên đây thì theo Chúa Giêsu, còn số anh em bên đây thì theo Đức Phật Thích Ca. Đây có phải là kiền ba chân không? Dạ đúng. Kiền ba chân nha. Mà Bác Hồ thì dạy chúng ta là phải lo lắng chăm sóc cho người nghèo, tương thân tương ái. Còn Chúa Giêsu thì dạy chúng ta phải yêu thương nhau. Còn Đức Phật Thích Ca thì dạy chúng ta phải có lòng từ bi chia sẻ với nhau. Đó là tuy chúng ta có mấy người thôi, nhưng mà chúng ta làm nên một cái kiền ba chân. Hồi nãy giờ tôi ngồi đây tôi nghe anh em nói chuyện với nhau thì anh em cũng có một chút nào đó ca tụng tôi, có đúng vậy không? Dạ. Thì nói lên cái gian thì như được ca tụng cho mình, nhưng mà tôi nói theo ý tôi thì hoàn toàn không mừng. Tôi không mừng ở chỗ là đây, cái đồng tiền này không phải tôi làm ra, và cái căn nhà này cũng không phải tôi xây ra. Vậy thì cái căn nhà này được mọc lên là phải cảm ơn cái người cho tiền, cái người gửi tiền, và cảm ơn tất cả những anh em này, thợ, thầy, chính quyền, các cấp, ban đại diện đây nè. Đây là những anh em này mới là những anh em xứng đáng nhận lời cảm ơn. Và những anh em mà gửi tiền vào để xây dựng căn nhà này nó xứng đáng nhận lời cảm ơn. Nhân dịp này thì chúng ta cũng cảm ơn chú Út ở bên Mỹ. Chú gia đình của chú là ăn dưới gần, chúng ta gọi là sụn chai. Gia đình của chú đã thành cho ông loại Ấn Độ ha, trong nhà 52 triệu được. Con cũng thay mặt cho những anh em ở đây để cảm ơn gia đình chú Út ở bên Mỹ, và thay mặt cho gia đình của anh Toàn cảm ơn mọi người của chú. Xin chú Út chúc gia đình của chú Út, và xin sư phụ gia hộ của chú, gia đình chú được khỏe. Đó là lời xin chúng con đang có mặt ở đây, mong sao những lời này sẽ đến tay gia đình chú, để chú cũng thấy được chúng con mà sử dụng năm hai chuyện này theo đúng cái bước đường của gia đình chú. Thưa anh chị em, tôi bây giờ tôi có một cái cảm nghĩ, cũng trở lại cái cảm nghĩ kiền ba chân. Nói về bác Hồ của trong đất nước Việt Nam của chúng ta, thì bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc đất nước Việt Nam. Thì ngày xưa bác Hồ cũng là đi chưng giết rau hơn nè, ăn uống kham khổ, ở rừng uống nhiều. Bác Hồ cũng đâu có ham được cái căn nhà này hết đâu, bác Hồ cũng đâu có bao giờ được một cái căn nhà như vậy đó. Ở nhà lá thôi, chân thì đi với câu, đầu thì đổ nó cấu hơn nè. Đó rồi em muốn khám khổ để làm sao để cứu dân, giúp cho dân được tốt hơn. Đó là nói về cái đời sống trên Bác Hồ. Bây giờ nói về đời sống của Đức Phật Thích Ca, thì đời sống của Đức Phật Thích Ca thì ngày xưa Đức Phật là một thái tử, con của vua. Cha là vua Từ Phạn, còn Đức Phật là thái tử Tất Đạt Đa. Thì Đức Phật là một người con quyền quý, giàu có, cha làm vua mà. Vậy thì Đức Phật muốn gì không được. Thế nhưng mà Đức Phật bỏ tất cả, Đức Phật đi vô rừng, ngồi ở gốc cây, để Đức Phật có che những cái chồi sau khi thành đạo rồi. Đức Phật che những cái chồi lá để Đức Phật sống ở trong đó. Cái tâm nguyện của Đức Phật là làm sao để dân được thoát khổ, cũng như nãy cái tâm nguyện của Bác Hồ là làm sao để giải phóng dân tộc, đưa anh em trở về chủ nghĩa tự do, để mà anh em được sống thảnh thơi thoải mái hơn, không còn cường hào làm khó nữa. Thì cuộc đời Đức Phật này, Đức Phật mong sao là Đức Phật sống ở trong một cái tròi thanh tích đất, để mà Đức Phật làm gương cho con người ngày hôm nay, để con người ngang qua cái hình ảnh của Đức Phật
thì con người sẽ cố gắng quyết tâm hơn. Ví dụ như gặp những cảnh khó cũng vẫn sống được. Rồi bây giờ mình nói về Đức Chúa Giêsu cũng vậy. Đức Chúa Giêsu cũng là một người quyền quý, từ trời bỏ trời xuống thế, bỏ ngai vàng xuống thế gian để mà sống với nhân loại. Rồi cũng gặp khó khăn, cũng đi chân đất chân trần, cũng là ở trong đường sâu. Và Đức Chúa Giêsu cũng còn tuyên bố rằng con người có hang, hay con trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Thế ngày hôm nay mình có căn nhà này là mình quý không? Chúa Giêsu nói là con trồn có cái hang ở, con chim thì có cái tổ, nhưng mà nếu là con người không có nơi gối đầu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta nhớ lại lời của Bác Hồ Chí Minh, lời của Đức Phật Thích Mâu Ni Ca, lời của Chúa Giêsu. Vậy thì ba vị nè đã từng sống khó nghèo ở trên trần gian và đã từng làm gương cho chúng ta sống khó nghèo. Thế thì ngày hôm nay chúng ta cũng theo gương đó mà chúng ta sống khó nghèo. Vậy những anh em nào khó nghèo hơn ta, ta sẽ cố gắng để giúp cho những anh em đó bằng ta. Ví dụ như gia đình ở Nguyễn Nhân Độ, hồi nãy anh em nói là ngày tới đây khởi công của gia đình này là một nát hết, đúng không nè? Vậy thì nếu mà để cái nhà một nát vậy thì anh này sống không được. Cho nên mình phải cố gắng mình quy động, mình kêu gọi sau đó để mình có được số tiền giúp cho anh có căn nhà. Vậy thì bây giờ anh Độ có một căn nhà này, thì cha nhắc anh Độ như thế này. Đức Phật dạy chúng ta tất cả là vô thường, nè, tức là cái gì rồi nó cũng là trở thành số không, không có cái gì là tồn tại vĩnh cửu. Đức Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đời là phù du, không có cái gì là tồn tại đó. Vậy thì mình nhắm vào hai vị thánh này, ngày hôm nay anh có được căn nhà này, anh cũng đừng coi căn nhà này là vĩnh cửu, thấy nè. Nhưng anh có được căn nhà này rồi, anh phải cố gắng anh ra đi để làm một cái điều gì đó cho những con người khác mà đang gặp khó như anh ngày xưa, cách anh mấy tháng vậy, để anh tạo cho người ta có một căn nhà để người ta cũng sẽ ngồi đó để sống ổn định, người ta tụng kinh niệm Phật hoặc là cầu nguyện đến nhà thờ. Rồi sau đó anh làm hết căn đó, anh đi căn khác nữa, để anh đi căn khác nữa. Cha muốn nói với anh rằng ngày hôm nay anh được một cái ơn này thì anh phải đi làm chứng cho Đức Phật của anh, đi làm chứng cho Đức Chúa Giêsu, đi làm chứng cho Bác Hồ, những người đã dạy chúng ta. Vậy thì anh cố gắng hãy đi làm chứng nhé. Anh không dừng lại ở trong một cái căn nhà sạch sẽ mát mẻ sang trọng vậy, mà anh phải ra đi, ra đi làm chứng theo kiểu là có công thì giúp công, có của giúp của, có tiền giúp tiền, có sức giúp sức, có gì giúp cái đó. Rồi sau đó mình trở về đi. Chiều tối về mình trở về với một căn nhà họ hẹp này, mình nghỉ ngơi, mình cảm ơn Phật, cảm ơn Chúa, cảm ơn các đấng thiêng liêng đã ủng hộ, đã gia hộ cho mình, đã giúp đỡ cho mình một ngày để giúp người. Đó là điều mà cha mong mỏi từ đó. Tuy cha không có ép buộc anh đi làm điều đó, nhưng mà cha rất mong sau khi anh được cái hồng ân này rồi thì anh hãy đi tạo điều kiện cho những người khác có được hồng ân nha, để họ có một cuộc sống bình yên, ban ngày đi giúp đời, tối về có chỗ cho nắng cho mưa. Đó là cái nguyện lòng của tất cả những anh em có mặt ở đây, muốn cho anh có căn nhà ổn định, rồi cũng muốn cho anh làm những điều tốt cho những người khác nữa. Thế thì nói đi nói lại, mình giúp cho anh Độ, thế còn những anh em này thì nhà cửa sao? Đâu phải những anh em này là nhà cửa ngon lành đâu, cũng là nhà tâm nhất đất không, nhưng mà họ cũng bỏ tất cả, họ cũng dừng vợ dừng con dừng nhà dừng cửa để họ đi giúp cho anh đó. Thì ngoài cái chuyện cha cảm ơn tất cả những người khác, cha không quên cảm ơn những người xung quanh cha. Những người này họ cũng rất giả dữ lắm để họ giúp cho anh, mà không phải họ dừng lại giúp cho anh mà giúp cho nhiều căn nhà khác nữa. Thôi thì điều cha mong mỏi anh em là đừng cảm ơn cha, mà hãy để ý đến cái lời cha nói để thực hiện những cái lời cha muốn. Đó là điều cha thích nhất. Còn cái lời cảm ơn cha không phải là điều cha mong mỏi. Ví dụ như cha nói anh Tám ơi, bây giờ mình làm sao để mình làm được một căn nhà đó, mà anh đi thực hiện điều đó là điều cha đặt cảm ơn cha. Chứ mà anh cảm ơn cha mà điều đó cho mình, nhưng mà anh cảm ơn một cách là cha muốn con đi làm căn nhà con đi nữa. Ví dụ vậy, đó là lời cảm ơn thiết thực nhất. Cha mong rằng
tất cả mọi người không cảm ơn cha, nhưng hãy nhớ để ý những lời cha nói, để từ cái lời đó, từ cái lời cha nói là gió là mây là lý thuyết, nhưng mình đem những lời đó đưa vào thực hành thì đó mới là cái lời cảm ơn thiết thực nhất. Anh có cộng đồng gì không? Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người. Và một lần nữa cha chân thành cảm ơn gia đình của Úc bên Tôn Mỹ, và cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây. Còn xin Đức Phật gia hộ cha, và xin Chúa chúc phúc lành cho anh, còn xin Chúa ban phúc lành cho cả chúng ta. Cuối cùng chúng ta xin dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn.